Chính chủ cần bán nhà 45 mét vuông, có hướng chính là hướng đông bắc, được thiết kế là xây dựng là 6 tầng, chia thành 11 phòng chung cư mini nhỏ để cho thuê và đã có người thuê. Đấy. Nằm tại Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Toàn bộ là phía trước ngôi nhà là được ốp lát bằng gạch đá granite, rất là đẹp và sang trọng. Cửa chính là sử dụng là bằng cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, rất là an toàn. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết phía trong ngôi nhà để cho mọi người có thể biết. Đây chúng ta thấy ngõ ở trước nhà đây. Đấy, ngõ rất là rộng. Đấy, và đây là chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà. Hiện tại là chúng ta đang đứng ở trong tầng 1. Đấy thì tầng 1 này sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng chung cư mini ở phía bên trong đây, và ở phía bên ngoài đây là nhà để xe chung. Đấy. Toàn bộ gạch ốp lát là sử dụng là gạch lát nền là 60-60 granite. Đã hoàn thiện xong 100% và đã đang là có người cho thuê. Đây là hệ thống bơm nước tổng lên toàn bộ ngôi nhà. Đây sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người tham quan cái phía bên trong của căn phòng. Đấy. Căn chung cư mini này được thiết kế là 18m2. Đấy, đã có đầy đủ toàn bộ tất cả các nội thất cơ bản là từ điều hòa này, vòi rửa bát, khu vực nấu nướng. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh là có bình nóng lạnh này, bồn cầu, lavabo. Đấy, toàn bộ thiết bị vệ sinh trên vòi gương là có đầy đủ hết. Gạch ốp lát là được ốp lát bằng gạch 30-60 granite, rất là đẹp và sang trọng. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng đây là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi, rất là đẹp và chắc chắn. Ở phía bên trong của căn phòng là sẽ được thiết kế là sẽ có thêm một gác xếp. Đây mọi người có thể thấy đây là gác xếp, cho nên là diện tích là ở rất là thoải mái. Chúng ta có thể ngủ ở bên trên và bên dưới này là để sinh hoạt. Đây là phía đằng sau, đúng rồi, để lên toàn bộ ánh sáng và thoáng cho căn phòng. Đấy, rất là thoáng. Sau đây là mời mọi người đi lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thì đây là nối cầu thang để đi lên này. Cầu thang được thiết kế rất là rộng. Toàn bộ hệ thống tay vịn là sử dụng là bằng inox 304. Mặt bậc và cầu bậc cầu thang được ốp lát là bằng đá granite hoa cương. Ở mỗi một tầng là chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm là hai phòng riêng rẽ. Đây là phòng phía bên trong, cũng thiết kế như dưới tầng 1 đây. Có gác xếp này. Đấy, hệ thống điều hòa này. Vòi rửa bát này và khu vực bếp nấu này. Ở đây là trong khu vực nhà vệ sinh. Đấy, chúng ta sẽ có những cái cửa sổ mở ra bên ngoài để ánh sáng và không khí. Và đây là cửa thông phòng này. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ dây mạng internet và dây cáp quang này đều được chúng tôi chờ sẵn rồi để mọi người có thể là lắp và sử dụng luôn. Tiếp theo đây là phòng phía bên ngoài. Đấy. Thiết kế cũng tương tự là nhà vệ sinh. Khu vực nấu nướng. Ở đây là gác xếp. Đây là cửa sổ để mở thoáng ra bên ngoài. Đấy, chúng tôi thiết kế ở đây là cái cửa mở ra thì chúng ta là có thể là phơi quần áo ở đây luôn. Tất cả các phòng đều đã được nắp công tơ điện sử dụng riêng. Đây, mỗi một phòng là sẽ có một công tơ điện riêng để trong này chúng ta là rất là dễ dàng quản lý. Ở phía bên trên tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 là đều được thiết kế tương tự như tầng 2. Là mỗi một tầng là sẽ được chia làm 2 phòng và đều là đã lắp đặt đầy đủ toàn bộ hệ thống điều hòa, hệ thống vòi rửa bát, hệ thống bếp nấu và hệ thống nhà tắm. Đây đều là tất cả đều đã hoàn thiện đầy đủ 100%. Và mỗi một phòng đều là có công tơ điện nước riêng. Đây. Đây. Đây, gác xếp rất là rộng rãi và thoáng.
Đấy, như tôi vừa giới thiệu với mọi người là chính chủ đang là cần bán căn nhà có diện tích là 45 m², có hướng chính là hướng đông bắc, đã được chia xây 6 tầng và được chia thành 11 cái phòng trọ chung cư mini để cho thuê, đang được chúng tôi chào bán với giá là 4 tỷ 3, nằm tại Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Mọi người có nhu cầu cần đi xem nhà hoặc là tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc số điện thoại Vina 0888 041 444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về các nhà và bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video của chúng tôi.